Trung Cộng tăng gấp đôi tiền xử lý chất ô nhiễm, tin từ Bắc Kinh Trung Cộng. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Tài chánh và Bộ Môi trường Trung Cộng đã thông báo tăng gấp đôi tiền xử lý chất thải ô nhiễm trong hệ thống ống cống từ 0.7 đồng nguyên lên 1.4 đồng nguyên và tăng tiền trả chi phí xử lý khí thải từ 0.6 đồng nguyên lên 1.2 đồng nguyên. Các nhà máy nhiệt điện, nhà máy sản xuất thép, xi măng và làm giấy sẽ bị ảnh hưởng nặng. Chính sách này sẽ được áp dụng trên toàn quốc vào khoảng giữa năm 2015. Ông Vương Tấn Nam là một viên chức của Bộ Bảo vệ Môi trường nói rằng tiêu chuẩn mới sẽ tương đương với chi phí xử lý ô nhiễm. Các nhà trí thức trong nước đã khen ngợi quyết định của chính phủ thành lập cơ chế chống ô nhiễm, đưa ra những biện pháp trừng trị nặng những người vi phạm và hạ thấp chi phí cho những công ty, nhà máy tự nỗ lực tốt để xử lý rác thải và khí thải. Một viên chức của Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc nói rằng đây là những bước quan trọng cổ vũ văn hóa thân thiện môi trường. Cái giá phải trả sẽ buộc các công ty xí nghiệp cố gắng chống gây ô nhiễm nhiều hơn. Tuy nhiên, Trung Quốc còn cần phải đi xa hơn, làm nhiều hơn để bảo vệ môi trường, đưa ra những cơ chế như thanh tra của cơ quan đệ tam. Trung Cộng đã buộc đóng chi phí xử lý ô nhiễm từ năm 2003, nhưng số tiền quá thấp đã làm cho các cơ xưởng không quan tâm, trong lúc nền kỹ nghệ phát triển nhanh chóng một cách bừa bãi, làm cho Trung Cộng trở thành một nước ô nhiễm nghiêm trọng nhất trên thế giới.